Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Và một cô gái cũng vô cùng xinh đẹp, đó chính là người mẫu diễn viên Quỳnh Châu. Trời ơi, đẹp kìa, lấp lánh. Xin mời diễn viên Phước Sang. Cuối cùng đó là nữ ca sĩ Giang Mỹ Huyền. Hôm nay có thể nói là không khí rất là tràn trề màu sắc luôn. Đó, mọi người thấy là sân khấu của chúng ta đang rất là rực rỡ tưng bừng. Thầy nào bây giờ mình để vậy đi, để tách Châu ra một chỗ đúng riêng rồi, đi chị. Nha. Đúng bốn rồi. Mình đứng riêng với nhau hội, thì cảm thấy dễ chịu vừa, hơn. Với lại hội những người cao vượt bậc. Cao chót vót đứng riêng anh nói đi. Vậy anh cũng phải nhìn lại. Sao? Em đi đôi này nhiêu đây phân thì chị Vi cũng đâu có thua kém em đâu. Ủa không? Tại sao lại phân biệt đối xử với em như vậy? Không, nhưng mà mình đang tính tổng chiều cao chứ dạ, không có tính đúng, riêng đúng, ra. Đúng. Nha, tính... Có nghĩa bây giờ em có bỏ cái đôi guốc đó ra thì em vẫn cao hơn mọi người, em hiểu không? Thiệt không? Thiệt. Không thể nào chối cãi được nữa rồi. Thôi Mẫn đứng sát vô đây một miếng. Trong cuộc sống thì mọi người có hay bị sai chính tả không? Có. Sang có sai nhiều không? Bị bắt hoài luôn. Bị bắt lỗi chính tả. Vậy hả? Nhưng mà vấn đề là đã bị bắt rồi, lần sau có bị lặp lại cái lỗi chính tả đó nữa hay không? Vẫn bị. Có bị không? Vẫn bị luôn hả? Còn phải hỏi hả chị? Còn em là đặc thù công việc của em là em làm dựng phim với lại biên tập luôn. Cho nên là em bị bắt thì lần sau em sẽ nhớ đi sửa. Cho nên là bây giờ coi như là chính tả của em là cũng được. Vậy là em đã bị sửa nhiều rồi đúng không? Em bị sửa lưng nhiều rồi. Ừ. Sửa lưng thôi chứ dạ. Không có sửa từ hả? Thì sửa từ đó. Còn Châu thì sao? Dạ. Chị thấy em hãy viết những cái câu mà status rất là ngôn tình ở trên Facebook với Châu. Từ nhỏ tới giờ em luôn rất là hay trải lòng. Thì mình trải lòng xong mình nhìn cái phần thông báo của mình nó quá trời cái thông báo luôn. Mình nghĩ là trời ơi, mình trải lòng ra là rất là nhiều người, mọi người chia sẻ, đồng cảm. Chia sẻ. Ừ. Nhưng mà chị ơi, chị sai chính tả chỗ này. Chị ơi, chị sai dấu chỗ này. Chị ơi, câu này không phải ghi như vậy. Có vẻ như là chúng ta đều rất là đồng đều trong cái chuyện mà hay bị sai lỗi chính tả. Yeah. Bởi vậy hôm nay khi mà tham gia vô chương trình thử thách bất ngờ thì nhiều khi là các bạn sẽ được sửa. Mà lần này sửa là nhớ hoài luôn nha. Tại chương trình là được phát sóng cả nước luôn đó. Cho nên là nếu mà sai, được sửa thì hãy nhớ nào. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình được mang tên Biệt đội ngôn ngữ.